trên 1,2 tỷ. Đây là chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, Rolex Direct 228235. Vành bezel gốc là vành khía chảy tia này, và khách hàng yêu cầu Kỳ Lân là thực hiện thay cái vành khía này ra, cắt đi và làm cho anh một cái vành khía mới bằng vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại, với công nghệ nén vàng không bọt không xốp, cũng như là tỷ lệ chỉ ổ chấu từ máy móc chuyên nghiệp để dành cho làm đồ cao cấp và kỹ thuật cao cấp hàng luxury. Thì Kỳ Lân đã thực hiện xong một cái vành khía hoàn toàn từ vàng nguyên khối AU750 và kim cương hột xoàn thiên nhiên, tuyển chọn từng viên một đẹp nhất với những thông số để cho viên kim cương bắt sáng nhất, lấp lánh nhất và phù hợp nhất với chiếc đồng hồ chính hãng Rolex 228235 này. Với toàn bộ thân dây đeo, thân vỏ, tất cả là vàng nguyên khối AU750, cọc số giờ là kim cương baguette mặt xanh đất này. Đây là một chiếc đồng hồ mà phù hợp với tất cả mọi cánh tay của những người đàn ông thành đạt. Tay nhỏ đeo cũng nổi, mà tay vừa đeo rất đẹp, mà tay to đeo cũng hợp lý, bởi vì đây là một cái mẫu mà size 40 mà thịnh hành nhất của Rolex, mà ai đeo cũng đẹp. Nếu như quý khách đang sở hữu những chiếc đồng hồ chính hãng từ tất cả những thương hiệu nổi tiếng từ đất nước Thụy Sĩ, nếu muốn đẹp hơn, muốn cá tính hơn, muốn cá nhân hóa hơn, hãy đến với Kỳ Lân Luxury để cho Kỳ Lân tư vấn và custom những viên kim cương vào những chỗ mà mình muốn, từ mặt trong đeo, vành bezel, thân dây đeo, hoặc là cắt bộ dây đeo cũ gốc hẳn đi, làm một bộ dây đeo mới bằng vàng, từ vàng nguyên khối AU750 và đến những viên kim cương hoặc xoàn thiên nhiên theo ý muốn của quý khách. Kỳ Lân là đơn vị chuyên về tư vấn và phục vụ những sản phẩm cao cấp luxury theo sở thích và cảm xúc đến với tất cả quý khách hàng một cách tuyệt vời, hài lòng nhất. Bây giờ Kỳ Lân sẽ đeo thử. Tại sao Kỳ Lân nói là vì sao là ai đeo cũng được hợp, là vì hiện tại Kỳ Lân là một điển hình, có thể nói là mình sinh ra để đeo đồng hồ hay gì á. Không, đây là nói vui để cho nó thêm sắc màu trong cái video này. Nhưng Kỳ Lân đang đeo chiếc đồng hồ này, mặt vi tính này, đờ mi này, với size 36 cũng rất hợp hài hòa. Nhưng đeo 40 cũng cực kỳ hợp và hài hòa, bởi vì giữa 36-40 chênh lệch cũng không quá nhiều. Mà hai tay đeo mỗi tay một cái thử, thì để cho tất cả các khách coi qua video này hình dung được là mình đeo 36 hợp hay là 40 hợp. Hoặc là đeo kết hợp với một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn Rolex. Đây là chiếc nhẫn Rolex đờ mi luôn, mít giữa bằng trắng bằng hồng. Tại vì đồng hồ Kỳ Lân đang đeo là mít giữa thép và bằng hồng. Vòng tròn xung quanh là vòng tròn như vành bezel trên đồng hồ Rolex, và khía chảy tia này cũng sự lấp lánh bắt sáng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.